súng lại. Đoạn nhiều. Được chưa anh nhỉ? Máy ngâm đâu lắm rồi. Mà 30 phút rồi mọi người ạ. À, cá nó không hiểu sao hôm nay nó dồn nó ít tiết ở trên kia chứ. Bao nhiêu nó không xuống. Hình như là nó cứ mắc xong nó lại trổng ngược cái anh ngâm lâu quá. Tại cái lưới này hơi bé. Đây. Anh ơi, anh đừng nhấc, đừng nhấc. Đây nhấc cho mọi người. Nhấc lại rơi đấy. Đấy. Rất anh phải, rơi nhá. Anh phải lôi luôn. Thôi từ từ, nhấc lưới bên này đã. Này. Anh phải lôi luôn á. Trên góc kia khối kìa. Ai xa, lấy trên giòn trên xù ăn hết chứ. Còn đấy. Bớt cái này gần hơn ạ. Xa. Anh ơi, em nhóm lửa lên nhé. Lửa nước khắp kiểu. Chuẩn bị. Lại thế, nhóm lửa lên này. Hai con này. Nói chung là cái tấm này chắc là được ít hơn tấm trên kia. Bên kia nó sẽ được khá nhiều. Ăn lắc. Ừ. Con trâu mini này. Từ đâu này? Con trâu mini này. Đây này. Đấy mày gỡ mày con. Con này mà về nuôi đẹp nhỉ. Nó mắc nhỉ nhằng cho mọi người. Nhưng mà chính ra là hôm nay không được mấy. Không á, đi ăn lưới như được chưa. Ở dưới kia được nhiều hơn thì anh nhảy xuống. Bãi trên này không mấy mà cá nó khôn thật. Không lên. Ui, nó đâm xích cả mũi này. Con này khó gỡ này, à đây. Đây. Đấy. Cái vòng kiểu gì? Dễ, bọn này dễ gỡ. Con này cơ mà con to này. Vòng kiểu gì đây? Con mồm nó rất ra. Ê này, nhìn ngon chưa? Úi xồi. Con này làm cá nhảy đây. Hôm nào làm cá nhảy đây. Hôm nào mình nhảy được không? Ăn được không ấy? Không, hôm nay em phải chế cái cần câu ấy, cần môi giả ấy. Được con nào lên phát ra, xong rồi thả vào, chén luôn. Ăn thì mới ngon. Có một con nào phát, thả vào chén luôn. Được đấy. Lấy được con cá trôi à? Cá trôi à anh? Cá gì đấy? Con tép. Là con tê bê. Ui, được con trâu đồng ngon đấy. Ơi, con này rắn ruồn ăn. Ngon đấy. Toàn bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Anh ơi. To nhất có một con rúi đất với một con rô đồng và một con... Hai con rúi đất to, mấy con rúi đất to. Con cá sáp thôi. Nào, tránh. Cho em chiên ạ. Tránh. Ai xa. Ui, nãy nào nổ. Bơi. Ui, ngon đấy, anh đừng đảo. Mấy cái bóng. Rửa cái này đi. Mấy bóng cá sáp ngon. À, chiên lên chấm mắm ăn với lại cơm nắm mọi người ạ. Thay mọi khi là hay ăn cơm nắm muối vừng nhưng hôm nay anh em mình sẽ ăn thịt cá. Ê, có một con nữa. Này, biu. Ây da. Cầm chưa. Con gái này. Lại vàng. Lên đây tao cho một cục. Em người ta trong TV đã được vàng rồi. Nhưng ra chuối nó phải thấy vàng rồi. Vàng người ta. Đây rồi. Này. Để đây đi. Ở đây. Nhưng con rô đồng rồi, tí nữa nổi rồi, rất vàng rộn mà cắt khô quá. Vàng nhốt rồi mọi người. Đấy em thử một con tê bê này nhé. Trông hấp dẫn chưa? Ui. Con mại mại này nó có trứng này mọi người ơi. Phồng đít này. Gắp con nhỏ ra gần, con nhỏ nó cháy. Giòn lắm. Chưa, tí nó nguội thì nó mới giòn. Vâng rồi. Lấy cơm đi, chuẩn bị thái cơm. Này em ôm ốp cơm nhanh đây nhá. Anh phải thái nhỏ ra chứ, thế này sao ăn? Như kiểu bánh đúc ấy nhỉ. Nhỏ thích nhưng mà nhỏ thích nhỏ thế nào nữa? Thái mừng người này. Lún một phát là hết một vỏ con đấy. Ăn là mày khoái. Đợi cho em cái khúc giữa này. Đấy, mày khúc giữa tao. Ê, trời ơi. À, như mời. Kiểu bánh đúc luôn nha. Mời tất cả mọi mời người tất cả nha. Mọi người nha. Giống một con cá nào. Này, giống con chấm cỏ không?
tuyệt vời luôn. Vâng ạ. Giòn đến tận chân răng. Sướng. Tấm mắm à? Tấm mắm rất là cơm ăn sướng. Mắm tấm cá. Ngon nhá. Cá này không phải bỏ cái gì mọi người ạ. Ăn tất cả cứt nó mới đắng đắng ngâm ngâm giòn giòn. Xương nó giòn hơn. Nó là còn trứng nữa, béo. Số này là hai bát gạo ấy mình lèn vào nó được như thế này đó. Chặt lắm. Một cái ăn cơm này là mới lo lâu, mới làm được nhiều. Một cái này được cả bát cơm nữa. Đầu cá rỗ rồng cứng. Giòn nhỉ. Ây. Cái rỗ rồng mới mở là cây em hả? Đấy. Ơi. Thế em không ăn nữa đúng không? Em đi không. Về trước đúng không? Rồi đi về. Không. Đừng rồi. Rồi là mất ăn này. Này còn cái đầu giỏi lắm này. Làm. Ăn không? Làm. Bảo ăn không ăn. Rõ ràng em đăng ký con rõ ràng từ lúc nào mới lên nhé. Thế cho mày con gọi là cá kình này. Cá ngừ đại dương. Có trứng không? Mà ra vạch ra em. Muốn đi mà vạch. Vạch tao ăn hộ luôn nhé. Em đi ăn trứng. Đây, rồi. Cá sáp nhé mọi người. Em ăn cá sáp. Vâng. Cá lưu lưu này, cá ngừ. Dạ, loại này là ngon nhất này. Nó còn có trứng nữa này. Đấy. Đủ mấy anh kia ở nhà. Mấy anh không đi nhỉ. Đốt. Lại ăn cá trứng. Ăn cứng mà lồng ngon hơn nhà nhiều. Cứng mà lồng ngon. Ở nhà lên mình tôm. Trứng à? Đốt. Mọi khi ngày trước đi thả trâu thả bò mẹ toàn sáng dậy nhá. Nấu cơm trong lọ gói lá chuối à. Nắm theo kiểu như này ấy, cho anh em mình ra đùi. Bà em không nắm bằng lá chuối đâu. Khăn mặt gì? Chẳng cái khăn liệu chán. Mà cái khăn đấy nhá. Em ngửi thấy mùi khó xì ấy. Người ta mồ hôi ấy. Mùi gì? Xong mà vẫn giặt, vẫn được. Xong cháu vẫn được nhá. Bình thường nhá. Lá chuối là sạch nhất. Đây là hành trang của team những thằng thả trâu, trẻ trâu ngày xưa. Những thằng ớt Một cái cần câu này, một con trâu này, một nắm cơm này, một cái nước. Lấy được vẩn ngâu, em đi lại nhé, cái ba lô của em nhé. Không bao giờ có cần câu mà cất câu nhé. Mà nước cả cần. Một con dao này, một chai nước này. Nước không cần, mà đấy là nước mạch. Nó là bắt lửa. Gia đồng mà không bắn lửa thì nhiều là người không có chân. Không kiếm được à, không có bắn lửa thì lại phải ăn sống. Anh biết là em để cước ở đâu không? Giấu. Cái nó lá của em ấy. Em quấn vòng quanh cước ấy. Chỉ cần dùng cước thôi. Xong ra thì mới chặt cần. Thế anh vẫn kiếm. Anh phải mang cần đi nhà. Kiếm. Cần sức thì sao chả mang từ nhà. Có một chấm. Nó cần một em cũng không được đầy nhá. Không được cả con chạch cháu này nhá. Chạch cháu phải bằng người này. Bằng đấy. Ở ngoài sông cả, mấy biển người khó. Có cái gì. Định bằng có cái gì. Nó chỉ bằng này thôi. Để đi. Ngắn mà. Nó màu giống được con chăn này. Chăn gấm này. Ngon nhỉ. Anh tìm em có trứng này. Có cái trứng ăn thơm. Đấy. Đây con nào cũng có trứng à. Ui mỡ. Dầu. Ăn một cái là rất ngon luôn nhỉ. Cá này là nấu canh rau sắn cũng ngon mọi người ạ. Mà nấu rán giòn cũng ngon. Rán giòn mà. À. Cắn phát cái này nó cắm vào lợi. Ngon, thích rồi. Mà anh ơi,
Nó kiểu là mấy ông kia đi về thế nào á. Về sao? Để lo này cho mình đấy. Chị nữa, chán đi. Ông gọi bắt em đợi tối dù em thì tối không bắt ngày ông tranh được lấy nước. Để em rủ tối mới đi, muốn mình sợ ma đấy, tranh rủ em đi. Tối đi ra đây còn có chuột mà ăn.